Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung Thà, cùng với 4 đồng phạm trong vụ án tặng ma túy cho khách tổ chức sinh nhật tại quán 380 Mã Mây gây xôn xao dư luận hồi cuối năm ngoái. Trong vụ án này, thì bị cáo Dung Thà bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng hầu tòa với Dung Thà về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn có 3 bị cáo khác gồm Nguyễn Giao Linh, Tạ Văn Tuấn Anh và Trần Quang Linh. Ngoài ra còn có bị cáo Phạm Thị Kim Ngân bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24 tháng 11 năm 2022, tại quán bar số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Giao Linh cùng Tạ Văn Tuấn Anh và Trần Quang Linh đã tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm 2,003 gam ma túy MDMA và 2,448 gam ma túy ketamin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp tại nhà số 4 ngách 371 trên 17 đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện Phạm Thị Kim Ngân đã có hành vi tàng trữ trái phép 1.983 gam ketamin và 0,511 gam MDMA với mục đích sử dụng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Dung khai ngày 23 tháng 11 năm 2022, Giao Linh nhắn tin cho Dung nhờ đặt bàn tại quán 380 Mã Mây để tổ chức sinh nhật, nên Dung đã hứa tặng 2 chỉ ma túy ketamin để cho mọi người đến dự sinh nhật cùng sử dụng. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11 năm 2022, lực lượng công an kiểm tra quán và phát hiện thu giữ ma túy tại bàn của nhóm Dung ngồi. Kết quả xét nghiệm Dung và Giao Linh dương tính với ma túy. Theo hồ sơ vụ án, trước đó năm 1999, Nguyễn Ngọc Dung đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 12 năm tù về tội chứa mại dâm. Việc đưa ra xét xử điểm vụ án này trong tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy tháng 6 năm 2023 nhằm cảnh cáo, răn đe các hành vi tội phạm về ma túy và tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong toàn dân. Mai Quỳnh sinh năm 1986.